Ok, xin chào anh chị em, cô chú, chú bác nhé. Hôm nay Dương Quyết lại lên thăm nom công trình trang trại mini của Bạch Mã TV. Anh chạy ngựa. Xì xước là chở hết rồi nhé. Trên này là xây tường rào chắn ngựa tránh chạy nhé các bạn nhé. Không có một bóng cây nào. Sau đó mới xây đến chuồng. Nhìn rõ chưa ông? Phê ông chú? Sợ lắm trời này. Đây, đồ đạc đã chất đầy hết rồi nhé. Anh chị em tích cực theo dõi kênh mình để xem cái chuồng trại của mình nó lên nó như thế nào, hình thù thế nào, anh em cho ý kiến nhé. Comment cho ý kiến luôn để mình thay đổi kịp thời nhé. Nắng dã man này làm phê lắm nhỉ. Trời sắp có bão rồi. Tối nay có bão, mai làm mát rồi. Đêm nay có bão anh ạ, cẩn thận kéo con thổi bay hết gạch đi. Ok anh chị em, cô chú, chú bác nhé. Thì hôm nay thi công bên chỗ bờ tường rào ở bên kia, để khi mà thả ngựa ở chỗ này là không chạy sang bên ngoài kia được nhé. Ngựa ở đây mà cứ hở ra phát là mất ngay. Đấy, mất một con là mấy chục triệu. Mình quay một tay hơi dùng tí nhé. Đây là cho anh chị em của gì chú bác xem công trình qua này. Cứ làm đến đâu mình quay đến đây cho anh em chị em của gì chú bác xem nhé. Xem mà anh chị em của gì chú bác nào mà có cái hướng nào comment xem em có thay đổi được không, hoặc là ý của em làm là nó bên em làm là nó có phù hợp với cái trang trại ngựa không nhé. Anh em nào có ý tưởng hay cho em ý kiến về ý tưởng nhé. Đây là xây một hàng bờ rào này, xây thẳng đây rồi để tránh ngựa ra nhé. Còn bên này nữa. Đấy, bên này sẽ xây bờ rào hở lên cho ngựa được, ngựa gà nó mát nhé. Kia sang mãi khu bên kia luôn, tít bên kia nhé. Còn cái công trình mà trang trại để nhốt ngựa mini nhỏ nhỏ tầm 30-40 con bên kia thì cứ hôm nay là mùng 5 này, mai mùng 6 này không được ngày nhé. Đào móng đặt cái hết rồi. Tầm độ mai ngày kia là khởi công, là qua cho anh chị xem luôn nhé. Hôm nay bắt đầu khởi công bờ tường rào để chắn ngựa chạy ra ngoài nhé. Anh em nào có ý tưởng tham khảo, comment cho mình tham khảo để làm chuồng trại nó tốt hơn nhé. Mà anh em nào mà cũng chưa xây chuồng trại thì hãy bấm chuông, bấm like, bấm chia sẻ và theo dõi video này để xem bên mình làm chuồng trại nào, anh em tham khảo nhé, tham khảo cùng nhau học hỏi.